Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục với phần xét hỏi. Hội đồng xét xử bắt đầu phiên xét hỏi đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Lan thừa nhận một phần hành vi giống như cáo trạng đã truy tố, có một số điểm chưa chính xác, ví dụ như bị cáo không phải nắm giữ trên 90% cổ phần của ngân hàng SCB mà bản thân chỉ nắm giữ dưới 5%, cụ thể là 4,9%. Nếu tính tổng cổ phần mà gia đình bị cáo nắm giữ chỉ khoảng 15%, còn lại bị cáo đứng ra bảo lãnh và vận động bạn bè ở nước ngoài nắm khoảng 30%, các bạn bè ở Việt Nam nắm hơn 30%. Trước câu trả lời này, chủ tọa Phạm Lương Toàn giải thích theo giấy tờ thì đúng là phần lớn các cổ phần đều do con gái và người thân bị cáo đều khai là đứng tên dùng bị cáo những người đứng tên này hoàn toàn không biết mặt mình và cũng không phải đứng tên giúp bị cáo vì bạn bè của bị cáo toàn là việt kiều canada úc theo quy định không được đứng tên mua cổ phần nên bạn bị cáo phải tìm người việt nam đứng tên giúp chứ không phải đứng tên giúp bị cáo bị cáo lan khai theo bà lan những bạn bè của bà mua cổ phần của scb là muốn giúp scb vượt qua khó khăn Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra có đúng không? Chủ tọa Phạm Lương Toàn đặt câu hỏi. Những lời khai nào mà tôi ký thì chắc chắn là đúng bà Trương Mỹ Lan khẳng định. Để hợp nhất ba ngân hàng gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất, bị cáo cần phải có bao nhiêu cổ phần? Chủ tọa Phạm Lương Toàn tiếp tục đặt câu hỏi. Tôi không hiểu gì về hoạt động ngân hàng, nhưng do tôi được đề nghị giúp hợp nhất ba ngân hàng, nhờ tôi kêu gọi bạn bè người thân mua cổ phần để đạt trên 65% mới có thể giúp SCB tái cơ cấu thành công. Bà Lan phủ nhận việc cáo trạng quy kết bị cáo chi phối mọi hoạt động của ngân hàng. Trước lời khai này của bà Trương Mỹ Lan, hội đồng xét xử đặt câu hỏi, bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, lãnh đạo, cán bộ của SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo? Ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước đều khai trình độ quản trị của các lãnh đạo SCB là rất yếu, không theo quy định của ngân hàng nhà nước, phải làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan không đúng, tôi không có nghiệp vụ ngân hàng, tôi không hề điều hành, chỉ đạo gì về hoạt động của ngân hàng SCB, tôi chỉ giúp cho việc giải quyết vấn đề tài sản cho ngân hàng SCB, thời điểm tái cơ cấu, tài sản của SCB rất xấu. Tất cả lãnh đạo của ngân hàng SCB không phải là thân tín của tôi, nếu là thân tín thì đâu có làm mấy tháng, một năm rồi nghỉ. Võ Tấn Thành Văn khai làm theo chỉ đạo của tôi, nhưng một năm không gặp tôi quá một hai lần. Tôi rất buồn vì không nghĩ có ngày hôm nay, bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc nói. Trước trả lời này của bị cáo, chủ tọa Phạm Lương toàn giải thích, hội đồng xét xử sẽ đánh giá lời khai của các bị cáo căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ kể cả lời khai nhận tội hay không. Bà Trương Mỹ Lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành gặp đưa hối lộ bà Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ chủ tọa phiên tòa tiếp tục chất vấn các khoản tiền vay của công ty Đông Phương. Công ty Đông Phương vay 1.700 tỷ nhưng chỉ sử dụng 400 tỷ, số tiền còn lại đưa cho bị cáo sử dụng. Bị cáo giải thích sao về vấn đề này. Bị cáo Lan khai vấn đề này không đúng vì thời điểm đó ngân hàng nhà nước đang siết cho vay bất động sản, khuyến khích cho vay thương mại, cho nên khi gặp lãnh đạo công ty Đông Phương, bị cáo thấy công ty này đang kinh doanh rất tốt nên bị cáo đã đứng ra cho mượn tài sản để bảo lãnh cho công ty Đông Phương vay. Do tài sản đảm bảo là của bị cáo, nên Tùng, Chủ tịch Công ty Đông Phương cứ nghĩ là tài sản của mình và được quyền sử dụng hết 1.700 tỷ đồng là không đúng. Khi hội đồng xét xử hỏi, theo cáo trạng, hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát có hàng ngàn công ty con, điều này có đúng không? Bà Lan khẳng định là không đúng. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát chỉ có 5 đến 6 công ty. Bà Lan cũng phủ nhận mình không chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty ma để chuyên đi rút tiền của SCB trước đó trong phần xét hỏi những ngày qua phần lớn các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng scb thanh tra ngân hàng các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh phát đều thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội tất cả đều khai làm theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan nhóm bị cáo thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cũng thừa nhận trong vụ án này bà trương mỹ lan bị truy tố về ba tội tham mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng Bước vào buộc khai báo bị cáo Đỗ Thị Nhàn cựu cục trưởng cục 2 thanh tra ngân hàng nhà nước liên tục nói nàng lắp bắp và sau đó phải xin tạm dừng để bình tĩnh trở lại và được chủ tọa đồng ý. Bị cáo Nhàn sau đó khai báo rõ ràng hơn và thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Lời khai của bị cáo Nhàn thể hiện, bản thân bị cáo này là trưởng đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB trong các năm 2017-2018, nhưng đã sửa đổi kết luận, báo cáo không trung thực tình trạng của tổ chức tín dụng. Hành vi báo cáo không trung thực, bao che bưng bít thông tin của cựu nữ Cục trưởng Cục 2 Đỗ Thị Nhàn và nhóm cán bộ Ngân hàng Nhà nước đã giúp SCB không bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt mà tiếp tục được tái cơ cấu, tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan thao túng, rút tiền của Ngân hàng. Sau đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, 4 lần gặp Nhàn đưa hối lộ tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ. Khai báo về hành vi nhận lỗi, nữ cựu cục trưởng cục 2 cho biết bà ta không muốn nhận tiền nhưng bị văn dọa, đừng làm khó văn và cũng đừng làm khó bản thân. Bị cáo nhàn kể, đoàn thanh tra từng trả lại quà của SCB một lần và sau đó có một người tự xưng là bạn của văn đến nơi làm việc để nói chuyện nhưng tất cả 8 đến 9 người trong đoàn đều không quen người này nên rất sợ sau khi nhận tiền bị cáo nhàn để một phần ở nhà và mang một phần về quê nam định gửi hai người họ hàng nói cho chị gửi cái này ở đây và dù đây là số tiền lớn bị cáo không nói rõ nó từ đâu hai người cho gửi cũng không hỏi từ đâu mà có Cựu cục trưởng khai thêm, sau đó từng nhiều lần gọi điện cho Võ Tấn Hoàng Văn, đề nghị trả lại tiền nhưng không được và bị Văn khởi tố. Bà ta định trả số tiền này nhưng sợ. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhàn mới trình báo mọi việc, gồm cả số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ thừa nhận những sai phạm và thực trạng đặc biệt yếu kém của ngân hàng SCB tại thời điểm thanh tra. Nhưng bà Nhàn khi thì cho rằng đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng, phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, làm sai lệch kết quả thanh tra, khi thì đánh giá việc Trương Mỹ Lan dùng hai dự án Times Square và chợ vải để tái cơ cấu nợ tại ngân hàng SCB là đảm bảo. Bởi theo bị cáo Nhàn, các dự án trên đã có nguồn thu bằng việc cho thuê mặt bằng và căn hộ tuy nhiên tòa khẳng định các dự án trên chưa thu được gì thậm chí có dự án chưa có giấy phép hồ sơ pháp lý đầy đủ và chưa hoạt động thẩm phán phạm lương toản chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo nhàn đang tưởng tượng và nhìn vào nguồn thu trong tương lai các dự án trên Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn cũng thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng với cáo buộc đã tham mưu, hướng dẫn Trương Mỹ Lan thanh khoản dư nợ trên 88.150 tỷ đồng của nhóm 71 khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai theo thời hạn chỉ định 30 tháng 6 năm 2017. Đồng thời chỉ đạo đoàn thanh tra thu hẹp lại thời hạn thanh tra ngân hàng SCB và không thanh tra sau ngày 30 tháng 6 năm 2017 về hành vi sửa báo cáo kết quả thanh tra bị cáo nhàn cho rằng mình có xin ý kiến bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước bị cáo nhàn khẳng định đã báo cáo đầy đủ các sai phạm của scb chủ tọa hỏi vẫn phản ảnh scb xấu nhưng không xấu đúng thực tế khách quan nếu đúng scb phải kiểm soát đặc biệt lâu rồi không trả lời thẳng câu hỏi nhưng bị cáo đỗ thị nhàn bày tỏ sự đồng ý quan điểm của thẩm phán chủ tọa phiên tòa trong phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Đến phiên xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, 66 tuổi, quê thành phố Hà Nội, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, Ngân hàng Nhà nước, khai với hội đồng xét xử rằng hành vi phạm tội của bản thân được nêu trong cáo trạng là đúng. Ông Hưng trình bày, có nhận tiền vào các dịp lễ mùng 2 tháng 9, Tết từ ông Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB và ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB nhiều lần nên không nhớ. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Văn Hưng cho biết, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn sẽ ghi sổ với những lần đưa tiền này, đồng thời khai nhận với tổng số tiền 390.000 đô la Mỹ. Bị cáo Hưng cho biết, trước khi ngân hàng nhà nước có quyết định thanh tra thì thanh tra chính phủ cũng đã có quyết định giao thanh tra ngân hàng SCB và thành lập đoàn thanh tra liên ngành. Trong đó, vụ 1, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước được giao làm đầu mối. Bị cáo Hưng cũng thừa nhận điểm mấu chốt của thanh tra đợt 1 là phân loại các khoản nợ không đúng quy định, thực tế rơi vào nợ nhóm 3 đến 5 nhưng lại cho về nợ nhóm 1. Đến thanh tra đợt 2, nội dung chủ yếu là 71 khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai để làm việc về tiền vay thực tế của các khách hàng có địa chỉ này. Thời điểm đó, chỉ thanh tra 20 trên 71 khách hàng bị cáo Hưng là người ký kế hoạch điều chỉnh để thu hẹp phạm vi thanh tra. Bị cáo này nói, lý do ký là do bị cáo Đỗ Thị Nhàn đề xuất vì nhà nói thời gian không còn nhiều trong khi khối lượng việc nhiều nên không kịp. Kế hoạch phạm vi thanh tra do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã phê duyệt, nhưng bị cáo lại tự ý điều chỉnh kế hoạch thanh tra. Nếu không đủ thời gian thì bị cáo có thể xin gia hạn thời gian thanh tra, chủ tọa truy vấn. Bị cáo Hưng cũng trình bày, các thanh viên trong đoàn thanh tra đã công tác trong ngành rất lâu năm, trước đó chưa bao giờ mắc khuyết điểm, đây là những cán bộ rất tốt, đồng thời kính mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tại tòa, bị cáo Hưng khóc khi nói về thuộc cấp của mình. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Hưng là người ra quyết định thanh tra, có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát nội dung hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra tại ngân hàng SCB. Đồng thời, ông Hưng là người tiếp nhận các báo cáo từ đoàn thanh tra và báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thanh tra. Nội dung cáo trạng thể hiện, ông Nguyễn Văn Hưng vì động cơ cá nhân đã chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, Nguyễn Thị Phụng, phó trưởng đoàn và tổ tổng hợp Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh xây dựng dự thảo, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về tình hình thực trạng tài chính yếu kém của ngân hàng SCB, che giấu không báo cáo về vi phạm sai phạm của ngân hàng SCB tại các dự án, phương án theo kế hoạch tái cơ cấu theo các văn bản của chỉ đạo của ngân hàng nhà nước. Ông Nguyễn Văn Hưng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.